Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đập phá hơn 40 ngôi mộ tại Nghĩa Trang trên địa bàn. Lãnh đạo công an phường Tây Mỗ thông tin thêm, Nghi phạm bị bắt là thiếu niên sinh năm 2008, có biểu hiện tâm thần nhẹ, sống ở phường Đại Mỗ. Công an phường Tây Mỗ đang phối hợp với công an quận Từ Liêm tiếp tục điều tra. Hôm 19 tháng 2, ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ nhận được thông báo hơn 10 ngôi mộ tại nghĩa trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền, công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Theo thống kê, có khoảng hơn 40 ngôi mộ tại nghĩa trang bị đập phá bát hương, lọ hoa. Một trong những hộ dân có phần mộ bị kẻ xấu phá hoại, ông Đỗ Văn Chí, 63 tuổi ở phường Tây Mỗ cho biết. Nghĩa trang có từ lâu đời, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều người đã khuất nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị kẻ xấu phá hoại. Theo ông Chí, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông thường xuyên đến đây kiểm tra để tránh tình trạng ngôi mộ bị kẻ xấu phá hoại lần hai. Ông Trần Đình Đỏ ở phường Tây Mỗ cho biết Sáng hôm 22 tháng 2, ông ra Nghĩa Trang kiểm tra thì phát hiện mộ phần của người thân bị đập phá bát hương lọ hoa. Ông Đỏ cho hay gia đình ông không có thù hằn với ai nên cũng không nghi ngờ đối tượng nào phá hoại các ngôi mộ tại Nghĩa Trang. Sáng ngày 22 tháng 2, đại diện công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đang giải quyết vụ cố ý gây thương tích khiến hai người bị thương xảy ra tại một khách sạn bên đường Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút hôm 21 tháng 2, ông Phạm NH, sinh năm 1986, hiện là phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa, cùng bà LTTQ, sinh năm 1986, chú phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn nêu trên. Do nghi ngờ chồng ngoại tình từ lâu, vợ ông H là bà Nguyễn Thị LT, sinh năm 1989, hiện là phó chủ tịch hội phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa, đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để chờ đánh ghen. Qua theo dõi khoảng 40 phút, bà T xác định được số phòng mà chồng và bà Quy đang ở. Khi phát hiện ông Hát từ phòng đi ra, bà T cầm dao Thái Lan kề gần cổ ông Hát và yêu cầu mở cửa phòng để chụp hình xác nhận việc ở chung phòng với bà Quy, nhằm làm bằng chứng khi ra tòa. Xong ông Hát không thực hiện theo và gạt tay bỏ đi. Lúc này, bà T cầm dao đâm phía sau lưng ông Hát một nhát gây thương tích. Sau đó, bà Tê đập cửa phòng yêu cầu bà Quy mở cửa. Sau khi mở cửa phòng thì bà Tê cầm dao khống chế, tra hỏi và đâm bà Quy dẫn đến thương tích. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường, đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên. Theo đại diện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên, sức khỏe của ông Hát và bà Quy đã qua cơn nguy kịch. Khi vào nhập viện, bà Quy bị nhiều vết thương ở vùng trán và má phải, có vết thương dài 11cm nhưng chỉ bị phần mềm. Tối hôm xảy ra vụ việc, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng công an thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ bà T để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cho biết đã nắm được vụ việc và đề nghị đảng ủy xem xét xử lý vi phạm cá nhân liên quan. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cũng chỉ đạo phòng nội vụ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo làm việc với ông Phạm Ngọc Hát, hiệu phó trường tiểu học PVD về những hành vi vi phạm trên. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết, theo phân cấp trường tiểu học do Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa quản lý, nên việc xem xét xử lý kỷ luật ông Hát ở mức độ nào sẽ do địa phương này thực hiện. Vị này cho hay, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo phòng nội vụ chủ trì và phối hợp cùng phòng giáo dục để làm việc với các cán bộ liên quan. Nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Về việc xử lý trách nhiệm đảng viên, chúng tôi đã đề nghị Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra xử lý theo quy định về mặt đảng. Những ngày qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước sự việc Chị LTTL, 21 tuổi, mất tích từ chiều mùng 7 Tết Nguyên đán, đã bị nghi phạm Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, chú thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang sát hại. Theo cơ quan điều tra, Hào đã bóp cổ nạn nhân đến chết, rồi giấu xác vào tủ bếp, cướp tài sản và sau đó bị bắt giữ. Dù không phải là hung thủ, nhưng cuộc sống của một người đã bị ảnh hưởng vì dân mạng cho rằng có khuôn mặt giống nghi phạm. Đó là anh Lê Ngọc Huy, 20 tuổi, quê Yên Bái. Cư dân mạng vào trang cá nhân của anh Huy, bình phẩm không hay, vì anh có khuôn mặt giống với nghi phạm giết cô gái mất tích từ chiều ngày mùng 7 Tết, anh phải đọc những bình luận tiêu cực vì nhiều người còn nhầm tưởng anh là kẻ giết người trong vụ án. Trước những lượt tương tác trên mạng xã hội không hay ho, anh Huy đã lên tiếng giải thích, chàng trai nói rằng bản thân không liên quan hay dính dáng đến vụ việc và cũng không có mối quan hệ quen biết với Hoàng Minh Hào. Anh Huy cho biết thường đăng tải những video về cuộc sống lên TikTok, nên tài khoản có khá nhiều lượt theo dõi. Bình thường mỗi lần live stream chia sẻ với mọi người chỉ có khoảng 200 lượt xem, nhưng sau vụ việc lượt xem tăng lên hơn 7 lần. Trang TikTok của anh cũng lên đến 510 người theo dõi với hơn 53,8 triệu lượt. Tuy nhiên, anh không thấy vui vì lý do khuôn mặt giống với hung thủ nên lượt xem lượt tương tác mới tăng lên. Anh nói rằng đọc những bình luận phía dưới mọi người đều trêu chọc mình có liên quan đến vụ án. Nhiều người còn nói rằng trước đây không biết anh là ai, nhưng sau vụ việc cứ nghĩ đó là nick của hung thủ trước khi gây án anh hy vọng mọi người dừng việc cho rằng bản thân là hung thủ trên mạng xã hội chia sẻ thêm anh nói lông mày mình khá rậm mình cũng đọc được những bình luận với đại ý nhìn cặp lông mày là đủ hiểu người không tử tế hay tránh xa những người lông mày rậm ra nên thấy khá buồn mình cũng chỉ đăng một đoạn clip giải thích không dám nói nhiều vì sợ mọi người bảo câu tương tác vừa qua, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết khi đang ở cùng bạn quen qua mạng xã hội tại một phòng trọ thuộc địa bàn huyện Thanh Trì. Điều đáng nói vào chiều hôm ngày 21 tháng 2, trong lúc đang làm việc với công an, chị Tê sinh năm 1982, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Quy Tê, nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung: "Gia đình muốn em T bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản PVcombank 200 triệu đồng." nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em T trong thùng xốp. Liên quan tới tình tiết này, chị T cho biết kẻ lạ liên tục nhắn hai tin vào điện thoại của chị với cùng nội dung thúc giục phải chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản đã cho sẵn, nếu không sẽ phải nhận tin xấu về cháu Quy Tê. Trước tình huống trên, chị Tê đã được các cán bộ công an trấn an tâm lý và phân tích về thủ đoạn của kẻ lạ mặt. Cùng theo chị Tê, qua xác minh, công an cho biết số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa chị ở trong khu vực miền Nam, còn số tài khoản ngân hàng là ảo không tồn tại. Quay lại diễn biến vụ việc, công an xác định vào hôm 7 tháng 2, chị Tê chở cháu Quỳ T ra bến xe nước ngầm Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, đến khoảng 13 giờ 30 phút hôm ngày 15 tháng 2, cháu Quy T đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe Giáp Bát, cháu Quỳ T không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái là bạn quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền nên cháu Quy Tê bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Lãnh đạo công an quận Hà Đông nhấn mạnh, qua sự việc này, các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, người thân, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật, phù hợp lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Trong sự việc này, tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ. Bên cạnh đó, khi xảy ra vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội.